Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai của nước bạn Lào, đoàn lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh do đồng chí Hoàng Văn Thanh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Lương Văn Phúc, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội, văn phòng huyện ủy, đồn biên phòng Yên Khương đã sang thăm và chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Tiếp đoàn lãnh đạo huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa sang thăm chúc Tết. Về phía huyện Sầm Tớ có đồng chí Phon Chăn Khạ Thum Phôm, bí thư chủ tịch, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, huyện Sầm Tớ. Trong không khí ấm tình đoàn kết và hữu nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo huyện ủy Sầm Tớ dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện Sầm Tớ đạt được trong năm qua. Thay mặt Đảng bộ huyện Lang Chánh, đồng chí phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh đã chúc lãnh đạo huyện cũng như nhân dân các bộ tộc Lào huyện Sầm Tớ có một năm mới tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả trong việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời, hai huyện Lang Chánh và Sầm Tớ tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đã có từ trước đến nay, duy trì và phát triển tốt hơn nữa mối quan hệ anh em giữa huyện Lang Chánh và Sầm Tớ. Thay mặt lãnh đạo huyện Sầm Tớ, đồng chí Phon Chăn Khạ Thum Phôm, bí thư chủ tịch huyện Sầm Tớ đã bày tỏ cảm ơn những tình cảm thắm thiết nồng hậu của đoàn lãnh đạo huyện Lang Chánh dành cho huyện Sầm Tớ, đồng thời mong muốn huyện Lang Chánh cũng như tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để cán bộ, lãnh đạo của nước bạn được tiếp tục tham gia học tập, đào tạo về chính trị, quân sự, giáo dục, y tế tại huyện Lang Chánh và tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi thăm và chúc Tết, đồng chí Hoàng Văn Thanh, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh đã trao quà chúc Tết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh tới lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào, huyện Sầm Tớ. Đại diện các ban ngành hai bên cũng đã trao nhau những phần quà hết sức ý nghĩa và lời chúc mừng năm mới an lành, đầm ấm, vui tươi. Trong không khí đón Tết cổ truyền đầm ấm, đồng chí Hoàng Văn Thanh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện Lang Chánh, trân trọng gửi lời mời lãnh đạo huyện Sầm Tớ vào trung tuần tháng 6 năm 2022 sang thăm tọa đàm cũng như ký kết các bản ghi nhớ của hai huyện, đồng thời trân trọng kính mời đoàn lãnh đạo huyện Sầm Tớ sang dự lễ kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Lang Chánh 30 tháng 8 năm 1982, 30 tháng 8 năm 2022. Thay mặt lãnh đạo huyện Sầm Tớ, đồng chí Phon Chăn Khạ Thum Phôm, bí thư, chủ tịch đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Nhân dịp thăm và chúc Tết cổ truyền Bun Pi Mai huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào, lãnh đạo huyện Lang Chánh cũng đã tham gia các hoạt động vui Tết cổ truyền Bun Pi Mai tại huyện Sầm Tớ như buộc chỉ cổ tay, té nước với cán bộ và nhân dân các bộ tộc Lào huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Thông qua các hoạt động thăm và chúc Tết cổ truyền hàng năm của mỗi bên, ngày càng giúp cho tình cảm anh em các bộ tộc Lào và nhân dân Việt Nam ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.